Rồi, làm đi. Thế mà làm như là kiểu gì? Để mình biết lọc. Pin này nó bé, chặt dẫn nó bị cày. Bọc ra có mấy thịt đâu. Loại ngan kia là nó to cơ, lọc nó có thịt. Nên là loại ngan này ngan ngan gì nhỉ? Ngan đen, ngan bé, ngan ít thịt. Sao sao một lứa chỉ nó ra thôi. Bấy nhiêu là gọt đấy. Để cái nồi em nó ăn khơ nữa nè, nó biết nè. Bên đây thái xào được đĩa à? Ngăn xào xào cái ổ đây. Có cái gió quá. Bé rồi.